Hey, officer! You. Hey, officer! Hơi tinh một tí. Thích sói đéo lại thinh kinh ao lâu lên. Tức là bị giết, đúng không? Hay giết. Bố mày cũng sơ boy luôn là được bảo vệ. Bố mày sơ boy luôn là bố mày là phù thủy. Tao chắc chắn là mẹ một thằng da đen nào đó cắn tao. Mẹ mày. Tao cảm thấy là nó là sói. Thông cảm với. Có lời chăn trối không? Chăn trối cái điều gì? Tao biết mà bọn da đen. Nó ngồi. Không lúc cắn được mà. Thằng nào ấy? Không, nó bắn ai thì kệ nó, mình không được nói. Cái súng nó sinh ra để bắn bọn da đen rồi, bắn đi bạn. Tao bảo mà, chắc chắn là bọn da đen rồi. Súng em chắc chắn như này, anh bảo. Tiếng nói cu. Tiếng bít con này. Chỗ bọn sói mốc riêng em ấy cắn hai mày. Kitchen gun. Được rồi, sáng dậy này. À cái lúa mà thằng định nói. Lộ rô đi, có súng đây nè. Một con vịt xòe ra hai cái canh. Kêu là quắc 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 quạc quạc quạc. Tao bắn mày á. Úi giời ơi. Ôi trời ơi. Tôi cho mọi người thông tin này. Tức là giờ kiểu mới phải lìn nhá. Sao cu? Sau thông tin này tôi chết cũng được. Tôi là Ti Hí. Có mẹ nó bảo Ti Hí đúng không? Mẹ nó cho đúng cái Ti Hí bé tí. Mẹ mình coi mãi được cái tên. Nếu nhìn gì cái tên. Đêm đầu tiên tôi nhìn thẳng vào thằng Dương, nó là sói. Thế thôi. Còn đâu thì mọi người làm gì làm. Cứu tao! Nhông chui chui! Nhông! Thằng Shipper! Mày làm gì mẹ tao? Thủ tú! Bị điên à? Mẹ con ngất giữa đường! Tôi định mang đi bệnh viện, con có biết không? Tôi khốn nạn quá! Tôi thật sự xin lỗi! Bố tôi thì tôi là người... Da đen nữa à? Không, tao nghĩ là thằng Hoàng không được đấy, bởi vì nó con gái. Còn thằng này này, thằng cái hách thì nó có thể gọi là bi đen đấy. Nó không kiểu xếp role Randu mà nó cứ dũng nhiên mấy cái role tiên tri bảo vệ các thứ ấy. À, con chó này. Easy. Chúng ta đã biết là thằng Cu Trung là thằng người nổi tiếng rồi vậy. Thế nên không nghe cái mõm của nó rồi, bắt đầu. Tiếp tục. Sao lại thế? Từ sao lại thế? Thế thì nó là một cái role kiểu xấu hay là tốt? Cả hai, ví dụ kiểu nhá. Không. Á, thằng Cu Hoàng mày thích. Nhưng thằng cai hách vừa bảo mẹ mày nói là rô xấu còn gì. Im, tao thấy mày xấu hơn đấy. Thằng da đen. Thằng da đen. Có cách nào mình đọc cái rô mình lại không nhỉ? Trông buồn nhá. Anh mình. Tao thấy dựng một không bốn một tỏ ở kia.